Ai đã từng ra mắt nhà người yêu rồi? Giơ tay. Ôi giời ơi. Ôi, hai tay, hai chân. Hai tay tức là giơ mấy lần rồi rồi? Một cả tay, hai tay, cả hai chân luôn. Hai tay, hai chân. Ok. Ủa, Salim. Salim chưa được ra mắt người nhà người yêu. Nhưng mà vợ nhìn đâu không phải là ra mặt người yêu. Kiểu gì lúc yêu nhau cũng phải ra mắt nhà bạn gái chứ đúng không? Không. Không luôn. Không, bố mẹ thì nó là sẽ chuyện khác với cả cái chuyện nó người yêu. Thì cha mẹ đã biết cô ấy rồi, sau đó mới giới thiệu cho con trai. Con trai thì đi cùng cha mẹ để ngồi cùng cô ấy trao đổi xem hai người có hợp nhau không. Ở Việt Nam gọi là bước giọng ngõ. Ông này ông sành các bước lắm. Vâng ạ, thì sau đó thì sẽ về nhà một tuần sau ấy. Gia đình của chàng trai sẽ gọi lại cho gia đình của cô gái mới nói cái kết quả. Thì chúng tôi muốn cưới cô con gái của gia đình bên đấy. Đấy, thì gia đình của cô ấy cũng sẽ có những quy định của họ là họ có khi là chưa ứng cái chàng trai đó. Họ sẽ tìm hiểu, tức là trong một tuần này ấy, thời gian để tìm hiểu về gia đình của nhau. Thì giống như cũng ở Việt Nam ngày xưa ấy. Nhà nào sẽ phải nói trước cái quyết định của mình. Thường nếu như mà kết quả nó tiêu cực ấy thì là sẽ gửi qua một ai đó. Nếu như mà đồng ý và rất là muốn cưới cô ấy thì cũng sẽ gọi điện hoặc là đến tận nhà cũng nói là cái thế này thế kia. Nói chung là sẽ phải tìm hiểu hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cách truyền thống mà vài năm gần đây nó cũng mất đi dần. Việc chàng trai cả cô gái có thể là từng quen nhau, có thể là quen nhau trên mạng, hoặc là có thể gặp nhau tại trường hay là chỗ làm việc, và người ta có thể tình cảm với nhau, thích nhau các thứ. Thế nhưng mà vẫn giữ bí mật là như là hai người không quen. Chàng trai sẽ đi nói chuyện với mẹ, bà mẹ ơi, tôi thích cô này kia nhưng mà này không được nói chuyện với bố nhá, không thì lại nghĩ là con hư. Đấy. Thì là mẹ sẽ giờ vờ như là không biết đến nhà của cô ấy. Sau đó rủ vài người phụ nữ trong gia đình đến xem xét cô ấy như thế nào, thế này kia, cao thấp rồi xinh đẹp thế này kia. Đấy, xem cô ấy có giỏi thật sự không, có thế này kia không. Thưa ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng là Salim thật là may mắn vì không phải trải qua những cuộc ra mắt căng thẳng như kiểu ở Việt Nam. Nhưng hóa ra là ở đất nước của anh ấy thì cái quy trình để có thể cưới được nhau nó căng thẳng như đi đấu thầu. Còn căng thẳng hơn cả Việt Nam luôn. Đại khái là hai bên gặp nhau rồi bàn bạc, alo tôi đồng ý nhá, ok. Không, nhưng mà em rất là thích những cái bước như vậy. Nó đi từng giai đoạn này, nó có một cái sự sắp xếp truyền thống rất là hay, nó rất là đẹp. Nó là chuyện của hai gia đình ấy. Cho nên khi mà tôi gặp một cái vấn đề nào đó trong chuyện đám cưới của tôi thì gia đình của tôi sẽ hỗ trợ, gia đình của cô ấy cũng có thể hỗ trợ. Thắng không có bao nhiêu bước? Còn nhiều lắm. Rất nhiều. Đây mới là cái bước đầu thôi. Nhưng mà đã trừ trường hợp Salim là chưa ra mắt nhà người yêu bao giờ, tất cả số còn lại đều đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chương trình gọi là vote. Nhưng mà không sao, em cũng có thể vote luôn được, tại vì em là người quan sát. Bây giờ anh sẽ hỏi, lần đầu ra mắt nên lấy lòng gia đình người yêu bằng mọi giá, đồng ý hay không đồng ý? Cái từ mà em không đồng ý ở đây là bằng mọi giá. Me too. Anh sẽ giới thiệu cho em tại sao. Có thể cô gái rất thích ăn mặc kiểu sexy, gợi cảm. Thế nhưng mà về nhà bạn trai lại là gia đình kiểu rất truyền thống. Nên muốn lấy lòng bằng mọi giá thì cô ấy không được chọn bộ đẹp nhất mà cô ưng ý. Cô phải chọn một bộ kín cổng cao tường. Hai, mình không biết nấu ăn, cũng vẫn phải cố le ve vào trong bếp để xem là cái này để con giúp, cái kia để con giúp, các kiểu. Như đàn ông một anh đến có thể không biết uống rượu, nhưng mà thôi để lấy lòng nhà gái cũng uống hết, xong về say quắc cần câu ra, thậm chí lúc sau say quá, thôi anh ơi anh tự uống đi. Anh thì theo cái hướng là thôi bằng mọi giá. Vì sao? Vì sao? Anh nhớ cái lần mà ra mắt đầu tiên ở nhà bố mẹ vợ anh thì là anh chỉ thay đổi một chút trong cái việc là cái phong cách ứng xử và nói chuyện. Bình thường ngày đấy anh có biệt danh là Dũng Đê Tiện. Dũng Đê Tiện á? Dũng Đê Tiện. À, Dũng Dây Điện. Tóc thì dài, trông không được ngoan hiền lắm. Mà bố mẹ vợ của anh bây giờ thì cả hai đều là giáo viên. Giáo viên lịch sử và giáo viên dạy tiếng Nga, với về sau là dạy tiếng Anh. Thế nên là anh căng thẳng. Cái này là vô cùng bình thường mà. Nếu mà mình có một người yêu thì mình rất là quý người này. Và khi mà mình gặp ba mẹ của họ là dĩ nhiên hai con người này là hai con người quan trọng nhất trong cái cuộc đời của người yêu của mình. Thì dĩ nhiên là mình phải cố gắng. Ở bên Anh ấy, họ có cái từ là put your best foot forward, là mình bước vào trong cái hoàn cảnh tốt nhất có thể. Nhưng mà mình không có bán đứng cái bản thân của mình. Không bán đứng bản thân. Mình có chung. Còn gặp bố mẹ, ok, thì em thích nhi, em không biết, ok, thì em phải diễn một chút xíu. Diễn một chút ít thôi. Bởi vì đây là một cái test để mỗi người biết hai người này có phù hợp nhau không. Trên thực tế em đến ra mắt nhà bạn trai rồi đúng không? Lúc em giơ cả hai tay tức là phải ra mắt hai lần rồi đúng không? À, hai tay, hai chân. Hai tay, hai chân tức là bốn. Rồi, vậy là bốn lần liền rồi. Có kinh nghiệm cuộc sống các bạn ơi. Yes.
Ok, em cố gắng ngoan mà em cũng cố gắng tự nhiên. Vâng. Nếu cả bố mẹ không thích em vì em là em thì ok, đấy là sự lựa chọn của bố mẹ. Nhưng mà nếu em phải diễn, em phải rất là ngoan như vậy và người ta thích thì nó, điều này em cảm thấy khó chịu. Không phải là riêng bố mẹ chồng sẽ được quyền chọn mình, soi mình. Tức là sẽ có quyền chọn, mà là Mikachu cũng phải xem xét liệu hai người này có phù hợp để làm bố mẹ cho mình không. Và theo em thì em có một câu nói, em đối xử với bố mẹ của em như thế nào, em sẽ ứng xử như vậy trước mặt bố mẹ vợ. Ok. Tức là đến một cái là gục đầu vào lòng mẹ vợ. Mẹ ơi, lâu lắm con mới gặp mẹ. Rồi, chị Thanh thì sao? Em cũng ra mắt hai gia đình. Hay là nhưng mà cái giai đoạn nó khác nhau, lứa tuổi của mình nó khác nhau, thì những cái cách ứng xử và cái suy nghĩ của mình nó cũng khác nhau. Gia đình của bố mẹ chồng hụt đầu tiên của em là khi em còn tuổi teen, chỉ mới có 18 tuổi thôi. Chỉ có 18 tuổi thôi đã ra mắt rồi. Tại vì cái bạn trai đó rất là thương và cũng nghĩ tới cái vấn đề lâu dài cho nên mới dẫn ra mắt bố mẹ. Đứa con gái 18 tuổi chưa có địa vị xã hội, chưa kiếm được tiền, chưa trưởng thành thì cái cách suy nghĩ của mình hoàn toàn khác. Bản tính em là một cái cô gái hình ảnh bây giờ là sexy rồi. Cái thời đó mà khi mà mặc áo dây cũng là đòi dữ dội, thì em cũng đã cố gắng dẹp bỏ hết tất cả cái áo dây của Cắt em. Cắt dây hết dơm kính cổng cao tường đóng thùng được các thứ. Rồi em tới rất là lễ phép. Có một cái ức chế đó là em bị áp lực bố mẹ của bạn rất là thành công, làm cho mình cảm thấy mình nhỏ bé. Xong mình bị áp lực, từ đó ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Mình không có như bình thường. Tới đó là em im luôn. Em hết nói luôn. Dạ, em cứ chuyện. Dạ. Dạ, chỉ biết cười thôi. Cảm thấy mình không được thoải mái. Ở lứa tuổi đó của em thì cảm thấy như vậy. Nếu như em thoải mái nhất em sẽ như nào? Nếu như thoải mái nhất là em sẽ nói qua cái giai đoạn thứ hai. Là cái gia đình thứ hai. Đó. Okay. Gia đình thứ hai là khi mình đã trưởng thành rồi, mình có suy nghĩ, mình tự tin, mình kiếm được tiền, mình có địa vị xã hội, tất cả mọi người cũng biết. Lớn rồi mình biết được ở đâu là giá trị của bản thân mình. Mình nên làm cái gì để đúng mực chừng mực của mình, không phải là tới nhà phụ huynh mặc đồ diễn viên này không có được rồi. Thoải mái nhất có thể nhưng mà không phải lố lăng. Và cái thứ hai mà em cảm thấy là cái độ tuổi của mình làm suy nghĩ và cách ứng xử của mình suy nghĩ đó là em là chính bản thân em. Em biết pha trò, em biết làm cho những người thân bạn trai ấn tượng về em. Thế hôm đấy có thể hiện gì không? Hôm đấy có phải rửa chén không? Em ghét rửa chén lắm. Ghét rửa chén. Năm đấy em bao nhiêu tuổi? Năm đấy thì em tầm 28 tuổi. 28 tuổi. Và lần trước là 18 tuổi. Tức là sau 10 năm ôn thi em thi lại đã qua được cái môn ra mắt đấy. Em bảo là sợ rửa bát, anh sẽ giới thiệu với em một hình ảnh một người trong một buổi ra mắt. Và cô ấy phải đối mặt với việc gì? Xin cho tôi bức hình lên trên màn hình ạ. Ta-da! Ai đây nhìn quen đấy nhỉ? Môi trường như vậy. Vâng, hình ảnh thì chúng tôi ghép đấy. Vì Harry Won lúc nãy nói rằng là cái lần ra mắt đầu tiên của cô ấy cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Dạ, bất đắc dĩ thì trong tình huống là cũng không được. Nhưng mà đây là chuyện bình thường. Ủa mà anh ơi, cho em hỏi nè, anh thấy là hiện đang Việt Nam cho là những cái điều này là bình thường không anh? Ngay cả như anh về quê ăn uống nhá. Dạ. Là cứ mặc định luôn là cứ xong bữa tiệc là thấy các bác, các chú đã đông lên đây, đã đông lên đây. Xong bắt đầu lại ngồi uống trà rồi nói chuyện, trong khi là các bà, các bác, các cô thì lại lúi húi là bê đồ xuống.